vô cùng mạnh. Thì anh tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng đây là MC của chương trình nha mọi người. Dù có tình thôi đang cạnh trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này nếu cho anh sẽ nói không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã sẵn sàng cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn, chẳng cần cần tất hay nghĩ gì, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì đã yêu nhau. Thank you.
Thank you.
Rồi, rồi, rồi.
À, thôi để Sunny hát bài tặng anh em rất vui. Em mẹ, ok không? Mẹ, mẹ là dòng sứ. Phải cho con gần mẹ rồi. Mày nhạc chơi tới mấy giờ? 10 giờ. 10 giờ là nửa tiếng nữa mà. Ban ngày kia mày nhạc chơi lúc nào cũng vậy. Nhà thì tao không cho chơi. Đùa rồi. Là 10 giờ hả mày? Không, ban nhạc là 10 tiếng. Thank you.
Tại sao Hiếu? Bào, thách bào. Bào, thiệt luôn á. Nói là đây đây mình xong con bài nhưng mà chờ Luda nói xong. À, nãy đông quá thì mình quản lý không được. Thôi bây giờ còn có hai bàn à. Bia bao nhiêu rót hết lên tôi. Rồi mỗi người ôm một lon cho dễ quản lý nha. Okay. Ê, mỗi người ôm con á, lộn ôm lon. Bây giờ bia bao nhiêu rót hết đi. Mỗi người ôm một lon. Ôm con. Cái gì? Ôm một con. Một gì nữa lại ôm gì? Mỗi người ôm một lon. Mỗi người ôm một lon. Có gì là bia bao nhiêu rót hết đi nha. Rồi mỗi người ôm một lon chứ để mất kiểm soát quá. Rồi. Rồi tiếp tục chương trình xin mời tiếng hát của Bảo Gia. Xin anh em cho một tràng pháo tay đi. Woo! Đây ở đây có anh em là lên giật bích rô hát chung với anh Bảo nè. Giật bích rô. Chúng ta chia tay cùng lâu lắm rồi, cứ sau một ngày nước mắt lại rơi. Hôm chia tay nhau mưa rơi xa nhiều, nhớ đau tình đau lòng khó nhiều. Bao năm bên nhau anh không thể mà đắm em chỉ trong giây phút. Oh.
tự kích động quá là em đua đó. Đó. Em nói chị à, em đua em đứng kích động cho cái đội 200-300 chai nước sâm. Thôi là anh chỉ thì tắt máy với đọc sách nha. Tại em hiếu bây giờ nói chung mời vợ chủ tịch xe xin quân Lễ Quyên hát chung với Đan Nguyên và hát mang tên đề Sầu Tiếng Thì Hà. Mà đô đô thư viện ok mà đúng không? Ok ok. Em ok đó. Em ok. Rất là tình tứ nha.